Dạ, tình hình là mới mua được con laptop Lenovo Core i5, đang ở ngoài đường luôn, mới mới mua được con Core i5 đó. Đây, Core i5 Lenovo. Để mở nguồn lên. Đầu hết pin hay sao? Lên còn đẹp lắm. Cái hết pin này đó, nãy mới bấm lên còn đẹp. Ở ngoài đường không có đồ kim sạc, có cục sạc Lenovo của nó luôn. Đây, Core i5 màn còn đẹp. Chỗ cái bát này thì còn nguyên, cái bát này thì nó bị bể miếng nhựa tí xíu rồi, nhưng mà vẫn bình thường, ổn bình thường nha, không có gì hết. Bể miếng nhựa tí xíu. Đó, mới mua hàng nóng luôn. Lenovo, Lenovo này bán cho Nhật hay gì toàn tiếng Nhật không à? Lenovo này của Trung Quốc mà nó sản xuất, nó bán cho thị trường Nhật. Thị trường Nhật thì biết là khó khăn à, chứ không phải là đơn giản như Trung Quốc nghĩ. Muốn xuất qua bên Nhật là phải nhiều thứ lắm, phải sạch sẽ, phải không có những cái phần mềm độc hại, rồi phải đáp ứng đủ nhu cầu hết. Cho nên là con Lenovo này còn tốt nha, chứ không phải giống như mấy cái hàng Trung Quốc thứ cấp nha. Đây, sản xuất cho hàng Nhật nè, hàng Nhật, hàng Trung Quốc, hàng này đó. Rồi, hình thức bên ngoài là còn đẹp. Đây, hình thức bên ngoài còn tươi đẹp. Đây, Core i5. Rồi, ok. Rồi, anh chị nào muốn lấy con này thì liên hệ với em 090 868 4942. Nhanh tay thì còn, chậm tay thì mất nha. Đó, em nói trước à. Tại mấy con Core i5 dễ bán lắm. Rồi, cảm ơn anh chị đã xem tin. Anh chị đăng ký kênh á, để có nhiều mặt hàng hot hay là mặt hàng em mới mua được là em đăng lên là anh báo cho anh chị liền đó, để anh chị liên hệ. Rồi, cảm ơn anh chị đã xem tin.